Tại thành phố Vũng Tàu, đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đến thăm các gia đình chính sách, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước. Lãnh đạo thành phố chúc mừng các thương binh bệnh binh giờ liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để thế hệ sau học tập và noi theo.